Thưa quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 tại đơn vị bầu cử số 3 có buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phú Ninh. Hội nghị tiếp xúc cử tri được tiến hành theo hình thức trực tuyến, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15. Theo đó, đơn vị bầu cử số 3 với số đại biểu Quốc hội được bầu là 2 người, số người ứng cử là 4 người. Cụ thể, ông Phan Thái Bình sinh năm 1974, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc tỉnh Quảng Nam. Bà Phạm Thị Điểm sinh năm 1978, Trưởng phòng Thông tin Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Đức Hải sinh năm 1961, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Anh, đại biểu Trung ương giới thiệu. Bà Nguyễn Thị Hải sinh năm 1977, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nam Trà My. Tại hội nghị, từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình. Qua tiếp xúc cụ thể này, chúng tôi tiếp tục ghi nhận một số vấn đề như vấn đề vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vấn đề vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Trước mắt thì Quốc hội tập trung để xây dựng cái chương trình mục tiêu quốc gia phát triển miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là một chương trình 10 năm với số vốn trên 100.000 tỷ và lần đầu tiên có một chương trình đồng bộ phát triển miền núi và phát triển vùng đồng bào dân tộc. Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận tình cảm, sự kỳ vọng của cử tri gửi gắm tới các ứng cử viên. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân, Trưởng đoàn Giám sát số 3 tỉnh Quảng Nam đã tiến hành khảo sát thực tế và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hội An. Sau khi đi kiểm tra làm việc với Ủy ban bầu cử thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân nhấn mạnh công tác đảm bảo an toàn dịch bệnh phải được đặt lên hàng đầu. Điều này sẽ góp phần cho cuộc bầu cử diễn ra thành công. Chính quyền Hội An phát huy cách làm mới và nhân rộng trong khâu tuyên truyền, tăng cường mạng đàm tại hộ gia đình, nhóm nhỏ trong điều kiện dịch bệnh có nguy cơ cao. Đây là cách làm linh hoạt giúp người dân tìm hiểu kỹ thông tin, tiểu sử ứng cử viên, thời gian bỏ phiếu diễn ra nhanh chóng và an toàn hơn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đề nghị Ủy ban bầu cử các xã phường chú ý đến công tác an ninh trật tự, khu vực riêng tư cho người dân bỏ phiếu, khu vực viết hộ, chuẩn bị thông phiếu lưu động cho người cách ly tại nhà và khu tập trung. Tính toán đến việc giãn cách thời gian để cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng dân các cấp diễn ra thành công, thực sự là ngày hội toàn dân đi bầu cử. Sáng nay, đoàn kiểm tra số 9 của Ủy ban bầu cử tỉnh đã có chuyến kiểm tra làm việc với huyện Nam Trà My trong công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo Ủy ban bầu cử huyện Nam Trà My, đến thời điểm hiện nay, toàn huyện đã thành lập 61 tổ bầu cử tại 10 xã. Toàn huyện có 17.922 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân huyện và 17.909 cử tri tham gia bỏ phiếu Hội đồng Nhân dân xã. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại các điểm bầu cử đến tận người dân được coi là điểm mạnh của Nam Trà My mà đoàn kiểm tra số 9 của Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá cao tại buổi làm việc. Đoàn cũng lưu ý Nam Trà My tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bầu cử gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19. Công tác tuyên truyền cũng tạo nên những điểm nhấn quan trọng trước, trong và sau ngày bầu cử, để cử tri đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Nam Trà My thực sự bước vào ngày hội lớn vào ngày 23 tháng 5 tới đây. Chiều nay, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 13 gồm ông Võ Nguyên Lâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Quế Sơn, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Phạm Thị Thanh, Bí thư tỉnh đoàn, ông Đinh Nguyên Phủ, Bí thư huyện ủy Quế Sơn và bà Hồ Thị Thanh Yến, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Quế Minh đã có buổi tiếp xúc với cử tri, vận động bầu cử tại xã Quế Long, huyện Quế Sơn. Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quế Sơn đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của từng người ứng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh tại đơn vị bầu cử số 13 và ứng cử Hội đồng Nhân dân huyện Quế Sơn tại đơn vị bầu cử số 8. Tiếp đó, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thay mặt các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 13, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang cảm ơn sự quan tâm tín nhiệm của đông đảo cử tri đối với những người ứng cử và khẳng định nếu được bầu sẽ thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin tưởng, sự mong đợi và kỳ vọng của nhân dân, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Hướng đến cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện theo quy định của pháp luật, trong chương trình hôm nay, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn chương trình hành động của ứng cử viên Lê Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam. Ông Lê Văn Dũng sinh năm 1966, tham gia tranh cử tại đơn vị bầu cử số 2, gồm thành phố Hội An và các huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, Nông Sơn, Thăng Bình, Hiệp Đức. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Trước tiên là tôi xin được trân trọng cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cử tri nơi công tác và nơi cư trú đã tin tưởng tín nhiệm giới thiệu tôi làm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15. Tôi xem đây là niềm vinh dự lớn của bản thân mình, là nhiệm vụ nặng nề được Đảng và nhân dân giao phó. Nếu được bà con cử tri ở các địa phương, thành phố Hội An, huyện Duy Xuyên, huyện Thăng Bình, huyện Quế Sơn, huyện Nông Sơn và huyện Hiệp Đức tin tưởng tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội, thì tôi sẽ cố gắng phấn đấu đem hết năng lực và tâm huyết của mình để thực hiện tốt vai trò của người đại biểu của nhân dân. Với chương trình hành động cụ thể mà tôi được xây dựng, một là không ngừng học tập, rèn luyện để tu dưỡng về đạo đức phẩm chất của người cán bộ đảng viên và tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực, tập trung trí tuệ và kinh nghiệm của mình để đóng góp một phần nhỏ bé vào quá trình xây dựng pháp luật và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Hai là tham gia đầy đủ các phiên họp của Quốc hội và liên hệ chặt chẽ với cử tri, rồi thường xuyên tiếp tục tiếp xúc, lắng nghe và tiếp thu ý kiến tâm tư nguyện vọng của nhân dân, của cử tri để phản ánh đầy đủ, trung thực với Quốc hội và thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cử tri Quảng Nam với diễn đàn của Quốc hội. Và thứ ba là thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là các nghị quyết của Quốc hội, rồi các văn bản dưới luật. Từ thực tiễn, tôi sẽ kiến nghị đề xuất với Quốc hội và các bộ ngành của Trung ương những giải pháp, những chính sách phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, nhất là những vấn đề mà từ lâu nay tôi thường trăn trở như là vấn đề đất đai, mà hiện nay luật đất đai đã bộc lộ một số vướng mắc, khó khăn, gây cản trở cho quá trình thực hiện của nhân dân. Vì vậy, cần phải sớm sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Nhà nước là cần phải đầu tư nhiều hơn nữa cho vùng căn cứ địa cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, rồi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, rồi các chính sách cho người có công với nước, v.v. Đó là những vấn đề lớn, những vấn đề liên quan đến người dân ở vùng khó khăn. Rồi cần phải quan tâm chính sách cho cán bộ ở cơ sở, mà nhất là hiện nay cái sự liên thông giữa cán bộ cấp xã với cán bộ cấp huyện. Nhà nước ta có 4 cấp, trung ương, tỉnh, huyện, xã, nhưng mà cán bộ cấp xã là chưa được công nhận là cán bộ của nhà nước. Vì vậy cho nên là cái sự liên thông này chưa được thực hiện. Vì thế cho nên gây khó khăn trong cái công việc cán bộ, mà nhất là khi đề bạt bổ nhiệm điều động cán bộ cấp xã là phải trải qua một quá trình là xét tuyển v.v. Nó cản trở khó khăn trong công tác cán bộ đối với cấp xã. Đồng thời với đó, đó là phải tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và cán bộ thôn và tổ dân phố. Đây là đối tượng cán bộ có thu nhập thấp, hiện nay đời sống còn nhiều khó khăn. Rồi một vấn đề nữa đó là Trung ương cần phải nghiên cứu rồi bỏ bớt một số quy định về văn bằng chứng chỉ không cần thiết khi đề bạt bổ nhiệm cán bộ, như là chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tiếng học và các chứng chỉ bồi dưỡng khác không thật sự cần thiết, gây nhiều khó khăn cho công tác cán bộ ở các cấp khi đề bạt bổ nhiệm cán bộ. Đó là những vấn đề mà tôi thường trăn trở, và nếu được làm đại biểu Quốc hội sẽ giúp cho tôi có cơ hội để đề đạt với Quốc hội và các bộ ngành của Trung ương sớm điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi để nó phù hợp với thực tiễn, để cho nó đáp ứng được cái nguyện vọng chính đáng, đòi hỏi hiện nay của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Bốn là phải thực hiện chu đáo việc tiếp công dân và tiếp thu, giải quyết
hoặc là yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những cái kiến nghị, những khiếu nại, tố cáo chính đáng, đúng pháp luật của công dân và luôn lắng nghe ý kiến của cử tri và của nhân dân của tỉnh nhà. Thứ năm là với cương vị là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tôi sẽ cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, đẩy mạnh việc cải cách hành chính và thực hiện các nhiệm vụ đột phá để góp phần xây dựng Quảng Nam ngày càng phát triển. Với chức trách nhiệm vụ được giao và những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ thường xuyên gắn bó với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân để phấn đấu hoàn thành trọng trách của người đại biểu của nhân dân. Thưa quý vị, trong chương trình thời sự tối mai 13 tháng 5, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam giới thiệu chương trình hành động của ông Vương Quốc Thắng, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp với các thành viên ban chỉ đạo để bàn các biện pháp ứng phó trước tình hình có nhiều diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo phân tích của Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Văn, trưởng tiểu ban giám sát, biến chủng mới của virus corona thực tế đã thể hiện khả năng lây lan nhanh, thời gian ủ bệnh kéo dài và số lượng người nhiễm bệnh có triệu chứng tăng hơn trước khoảng 70%. Giai đoạn này cần tiếp tục phát huy các tổ giám sát COVID-19 cộng đồng để triển khai các hoạt động phòng chống dịch. Đây là thời điểm vàng có tính quyết định trong điều tra, truy vết xét nghiệm. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh biện pháp hạn chế người đến và về từ vùng dịch. Các khu, cụm công nghiệp cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, tập trung siết chặt các huyện thị giáp ranh với Đà Nẵng như Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc và Đông Giang. Chiều nay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tập đoàn Thiên Minh hiện đầu tư đưa vào hoạt động 3 khách sạn lớn Tour Blue, Nha, Victoria Hội An và Em Hội An đang được trưng dụng làm khu cách ly cho người nước ngoài về Việt Nam đã trao tặng một máy xét nghiệm COVID-19 nhằm hỗ trợ Quảng Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân tham dự. Thay mặt đội ngũ cán bộ, người lao động, Tập đoàn Thiên Minh đã trao tặng một máy xét nghiệm COVID-19 với mong muốn hỗ trợ ngành y tế địa phương công tác xét nghiệm, truy vết các trường hợp liên quan bệnh nhân COVID-19 cũng như chăm sóc tốt sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh. Trong đợt dịch bệnh bùng phát năm 2020, tập đoàn đã huy động ủng hộ đợt 1 cho Quảng Nam 1 tỷ đồng, 2.000 bộ đồ bảo hộ chống dịch và nấu 10.000 suất cơm cho cán bộ y tế và chiến sĩ công an tham gia phòng chống dịch. Chiều nay tại siêu thị Coop Mart Tam Kỳ, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ tổ chức triển khai mẫu điểm hướng dẫn người dân khai báo y tế bằng mã QR code. Việc triển khai các điểm kiểm soát dịch và khai báo y tế điện tử bằng mã QR code nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát dịch COVID-19. Hệ thống khai báo y tế QR code do Bộ Y tế triển khai giúp người dân thuận tiện khai báo y tế trong quá trình di chuyển và đến các địa điểm công cộng cũng như theo yêu cầu khai báo của cơ quan chức năng. Hệ thống này giúp chúng ta có thể giám sát được người đi và đến các địa điểm phục vụ công tác tìm, truy vết trong phòng chống dịch COVID-19. Chiều nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Mới Chu Lai đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra giám sát công tác phòng dịch, chia sẻ thông tin hỗ trợ các cơ sở sản xuất trên địa bàn khu kinh tế mở phòng chống hữu hiệu trước sự lây lan và diễn biến khó lường của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư. Cùng với việc kích hoạt ở mức độ cao tất cả các biện pháp phòng dịch đã được xây dựng, diễn tập và thực hành hiệu quả vào năm ngoái, THACO đã tập trung các biện pháp sẵn sàng ứng phó, tổ chức tuyên truyền các bản tin, yêu cầu cán bộ, nhân viên nêu cao ý thức phòng tránh không chỉ trong khu sản xuất mà cả ở nhà và giao tiếp ngoài cộng đồng khi cần. Theo báo cáo của đại diện THACO, hiện đơn vị đang theo dõi, cách ly tại nhà hơn 300 nhân sự có yếu tố dịch tễ, 400 người làm việc, giao dịch ngoài công ty. Hiện THACO cũng có gần 2/3 người lao động thực hiện cài đặt Blue Zone trên điện thoại di động. Sáng nay, đoàn công tác của Sở Y tế phối hợp với lực lượng chức năng đến thăm và kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Quảng Nam. Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 1 tại Trung tâm Bảo vệ Thực vật thị xã Điện Bàn nằm trên quốc lộ 1 là một trong những chốt kiểm soát trọng điểm cửa ngõ phía Bắc của tỉnh. Tại đây, lực lượng công an, y tế và đoàn viên thanh niên túc trực thường xuyên để kiểm soát y tế,
xác định lịch trình hoạt động của tất cả người và phương tiện đi vào địa bàn tỉnh, nhất là người đến và về từ thành phố Đà Nẵng. Dù lưu lượng người và phương tiện vào Quảng Nam tại chốt kiểm soát số 1 là rất lớn, nhưng các lực lượng tại chốt đã phối hợp triển khai thực hiện đúng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và Sở Y tế. Thưa quý vị và các bạn, là những người sâu sát và nắm vững địa bàn dân cư, nên tổ COVID-19 cộng đồng được xem là phòng tuyến quan trọng, là lực lượng đắc lực trong việc hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống dịch hiện nay. Với những đóng góp thầm lặng, họ xứng đáng là những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. An Sơn là địa phương có trường hợp cách ly tập trung và tại nhà do tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19. Ngay lập tức, địa phương đã nhanh chóng kích hoạt vai trò hơn 60 tổ giám sát cộng đồng, với sự tham gia tích cực của các lực lượng phụ nữ, cán bộ công tác dân số, quân dân chính. Nhờ nắm chắc địa bàn, tích cực hỗ trợ địa phương trong điều tra, truy vết, giám sát trường hợp cách ly tại nơi cư trú, nên công tác phòng chống dịch tại đây được thực hiện khá tốt. Chúng tôi hình thành cái group của đơn vị, từng cái đơn vị phó bộ trưởng, trong đó là lồng ghép các cái tổ giám sát. Cái việc mà đầu tiên là khi chúng tôi đã đánh giá xác định được cái đối tượng đó thì vai trò của tổ giám sát là nằm có hỗ trợ cho địa phương để mà có thông tin kịp thời, nên em tôi là phối hợp với y tế là chuyên môn để xử lý. Ngay sau khi đợt dịch COVID-19 bùng phát sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, thành phố Tam Kỳ đã nhanh chóng kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, đồng thời chủ động kích hoạt 518 tổ giám sát cộng đồng tại 13 xã phường. Nhiệm vụ quan trọng nhất của tổ là theo dõi, kiểm soát chặt chẽ mọi công dân ra vào địa bàn, nhất là rà soát các đối tượng đi về từ vùng dịch. Các tổ giám sát cộng đồng là từng thành viên đó có phân công cụ thể, có tham gia tích cực từng vụ việc một, đặc biệt là khi phát hiện F2, F1 thì người ta cung cấp thông tin kịp thời. Không quản nắng mưa, giờ giấc, đi từ ngõ, gõ từng nhà, nắm chắc tình hình địa bàn, thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, luôn được các cán bộ tổ giám sát thực hiện bằng tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Điều đó cũng đã thể hiện sinh động việc học tập và làm theo gương Bác trong giai đoạn cả nước đang căng mình chống dịch hiện nay. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây.